Ngày hôm nay Phương sẽ review lại cái gọi là cây súng massage. Bữa trước mình có mua trên mạng cây súng massage kiểu này. Nó cũng có vài món đồ chơi nữa, giống như là cái này có thể rút ra đổi cái đầu khác được nè. Giá của thằng cây này nó chỉ có khoảng độ 660.000 thôi. Bữa mua trên mạng đó. Cái thời gian đầu ok. Thời gian đầu massage ok lắm. Nè, nó có những cái mức độ 6 mức độ chỉnh. 6 mức độ chỉnh như vậy nè. Đây là mức độ 1 rồi lên 3 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đó. Nhưng mà cái cây này á, chạy được một thời gian á, thời gian đầu thì pin ok lắm, nhưng mà thời gian sau này á hả, pin bạn chạy cỡ chừng massage chừng xíu 2-3 phút là coi như là nó đứt pin rồi, nó hết pin rồi. Cái này là cái máy massage cầm tay nè, mà cái loại này massage rất là tốt nha, nó đi vào từng huyệt đạo, từng thớ thịt, tất cả mọi thứ rất là tốt, cho nên là mình đã tìm mua một cái máy tốt hơn. Nói chung là tốt hơn cái thằng này. Thằng này massage không có sâu, nó không có sâu vào trong từng thớ thịt. Tuy nó không sâu nhưng mà thực sự nó cũng phê lắm, cũng đã. Nhưng mà để tốt hơn thì mình đã lựa chọn một cái thương hiệu tốt hơn. Nói thêm về thằng này thì pin thời gian sau này, cái mình xài có chừng được nửa tháng là cái pin của nó bị giống như là bị yếu rồi. Cái này của hãng gì mua trên mạng, thậm chí cái này nó không có hãng luôn á, cũng tạo lao mới lao á, nhưng mà cũng được thời gian được nửa tháng mà bỏ ra số tiền 600 mấy, thì tới bây giờ thì nó giống như đồ chơi vậy, massage chút xíu là nó hết điện rồi. So với các bạn mua cái hãng này nè, ngó kiểu dáng này thôi đừng có mua, là không có tốt. Tuy rằng nó không tốt nhưng mà cái thời gian đầu nó ok lắm nha, ngon á. Bởi vì những cơ thể nào mà mệt mỏi hay người già có lớn tuổi như mình nè, hoặc là lao động nặng này, về cuối ngày là mệt mỏi lắm, thì có này massage trước ngực nè, vai nè, gáy nè, nói chung là những cái điểm mà mình có thể với tay tới được, còn đằng sau lưng á thì phải nhờ người khác nha. Đằng sau lưng này phải nhờ người thân của mình, con cái hay vợ con gì đó để bấm sau lưng. Nó đánh vô cũng khá sâu, đánh bình thường cũng phê lắm, nhưng mà thực sự là pin không có tốt. Bởi vì mình thích cái cảm giác của nó, cho nên mình đã chọn mua một hãng khác. Hôm nay mới vừa order hàng về luôn. Đây, nó đây. Hàng của Xiaomi. Hãng Xiaomi. Ở tiếng Trung Quốc không ạ? Tên của nó là Zhongmai. Zhongmai. Mình thấy một số trang web bán giá cao lắm. Như trang Xiaomi Hà Nội, nó bán tới 4 triệu mấy lần. Và đặc biệt hôm nay chiếm tài nó bán rẻ, chiếm tài bán có 2.8 triệu à. Là con này con Pro rồi đó nha. Còn cái con khác rẻ hơn à, mình chơi con xịn luôn. Hàng mới order về tức thời luôn. Hàng order của chiếm tài thì các bạn biết rồi đó, da là đó, ngon lành không? Dột. Trời. Hộp của nó đây. Hàng thường thường order hàng ở trên mạng chiếm tài hay cửa hàng TCS gì đó, thì khi mà nhận hàng bắt buộc chúng ta phải quay phim lại, quay phim lại để trong quá trình vận chuyển nó có bị bể rơi vỡ nát, hoặc là khi chúng ta khởi động máy nó không có chạy gì, chúng ta có cớ để chúng ta nói chuyện. Nó đây em, nó đây, nhìn phê trò to to thôi dùng. Thông số kỹ thuật của con này thì khá là tốt. Nếu mà một ngày các bạn mà massage
10 phút thì chúng ta phải massage tới 80 ngày mới hết pin. Đó, sướng vậy đó. Ừ. Rồi để chúng ta thử xem cái độ mạnh yếu của thằng này như thế nào. Thằng này á, thì có 6 chế độ nha. Thằng này á, chỉ có 3 chế độ thôi, 1, 2, 3 đó. Chúng ta thử đúng cái con ấy. Trời ơi, cầm nhìn vô cái xu của con này tới phê rồi. Còn cái này là cái nhung nha, nhung nha. À, còn cái thằng này cái xu của nó, trời ơi, đã không? Nhìn nè, mứt rướt, mềm tay dễ sợ. Đồ xịn có khác. Lớn tuổi như mình rồi á thì ba cái đồ massage này thích lắm. Lao động rồi về già rồi xương khớp nó cũng mệt mỏi, cho nên là mình thích massage lắm. Đây nguyên văn nó đây. Tanh, trời ơi mình mê lắm. Đây nó có ba chế độ. Mình khởi động thử chế độ thứ nhất nha. Ồ, chạy rồi đó, nó chạy rồi đó. Rồi mình thử lại nha. Thấy không, nó rung rất sâu vào những cơ bắp. Đó, mấy cái chỗ cơ này nè, đau này. Đó, đó. Giờ không lẽ cởi áo ra thử ngực thôi, thử bắt tay đỡ thì đó. Thấy rung không? Gút lên cái cổ này. Trời ơi, nó rung nguyên cái mặt luôn. Trời ơi. Cái vai nè. Những cái thớ thịt, thớ da đầu, nước này nọ, nó bị ảnh hưởng luôn, rung quá trời mạnh luôn. Cái độ thấy nó sâu lắm, lên mức 2 thử nè. Lên mức 2 thì cái tiếng máy nó kêu to hơn một chút. Mức 3 nè. Ồ, nhìn nè. Ồ, nhìn bắt tay nè. Trời ơi, nó giống như làn sóng nó đùa dữ luôn. Nè. Cho các bạn ấn mạnh thoải mái nha. Ấn mạnh vô tay càng sâu cái nào thì càng ấy, nhưng mà để nhẹ nhẹ thôi, vậy nó đã phê lắm rồi. Đó. Nè, cái này ấn mạnh thoải mái nha, ấn mạnh vô sâu cũng được, cỡ nào cũng được nha. Đó, rồi tắt đi cái. Tắt. Đó. Mình chuyển qua thằng ông nội này, quay lại nha. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rút lên cái mạnh nhất này. Đó. Cái độ rung của nó không bằng, với là ấn vào mạnh, ấn vào mạnh cái là khả năng hết pin nhanh lắm. Càng ấn mạnh vô trong sâu thì khả năng hết pin nó càng nhanh. Độ rung nó không có bằng, nó không có phê bằng. À, mức mạnh nhất rồi nha. Đó. Thôi tiền nào của đó. Lỡ về sau này các bạn có thích mua thì lên chọn cái tốt mà mua. Giá của chiếm tài đang chiếm tài trong Sài Gòn á, đang chuyên bán đồ sơ mi á, giá của nó là khá tốt. Giá của nó 2,8 triệu, mua tặng ông bà cha mẹ hợp lý. Cái theo nhận xét cá nhân của mình thì con này Phương tìm hiểu lâu rồi, xài tốt. Đó, nhẹ. Hai thằng hầu như trọng lượng gần ngang nhau. Nhưng mà con này nhỏ gọn hơn. Đó, to quá trời to luôn. 2,8 triệu mới mua tức thời. Thôi, rút cắt. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh review chuyên đồ Xiaomi của Phương. Cảm ơn.